Vâng, xin chào anh Việt Anh. Cảm ơn anh đã đồng ý tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Là một người có cơ hội đi rất nhiều quốc gia, được khám phá rất nhiều những kỳ quan, những cảnh đẹp ở trên thế giới, thì anh nhận thấy là trái đất của chúng ta có vẻ đẹp như thế nào? Khi mà mình đi đến tất cả những cái kỳ quan trên thế giới, những cái danh lam thắng cảnh trên thế giới do con người tạo ra hay là thiên nhiên, thì cái cảm giác của mình nó đôi lúc là choáng ngợp. Mình có thể là sững sờ, hoặc là ví dụ để mà lên Machu Picchu là một trong những cái nơi mà người ta gọi là thành phố đã mất của người Inca, thì mình phải leo, thức dậy sớm từ 3 giờ sáng và leo núi. Khi lên băng rừng và đi, nó nằm sâu trong rừng thẳm, và khi mà mình tự nhiên giữa rừng mở ra cho mình một cái công trình, một cái lâu đài như thế, thì mình sững sờ, mình choáng ngợp, không hiểu tại sao người ta có thể làm như thế. Và mình cũng cảm thấy mình may mắn mới được đến tận nơi để cảm nhận bằng tất cả các giác quan của mình. Đã bao giờ anh đến một quốc gia nào đó mà nó có những hình ảnh hoặc là những cái sự kiện gợi nhớ cho anh về đất nước Việt Nam của chúng ta chưa? Có rất nhiều lần rất là thú vị. Có một lần ở châu Phi thì tôi thấy một con đường lớn, có thể nói là một đại lộ trước nhà quốc hội của quốc gia đó hẳn hoi, mang tên Hồ Chí Minh. Và con đường cắt ngang với đường Hồ Chí Minh là đường Lenin. Đi giữa châu Phi mình nhìn thấy một quốc gia xa lạ, và mình tự nhiên nhìn thấy tên đường Hồ Chí Minh thì cũng thấy là có gì đấy rất thú vị. Rất tự hào nữa. Rất tự hào nữa. Vâng. Được biết là anh cũng đã từng có dự định là cùng với những người bạn của mình đi du lịch bằng ô tô. Vậy thì không biết là những chuyến đi như vậy thì nó sẽ như thế nào? Anh có thể chia sẻ được không ạ? Lái xe vòng quanh thế giới, đấy là dự định từ rất lâu của tôi rồi. Đặc biệt nếu mà mang xe biển Việt Nam, dự án đó tạm thời chưa triển khai được. Vâng, chưa triển khai, không nghĩ là không triển khai đúng không anh? Đúng, chắc chắn là trong tương lai tôi nghĩ là sẽ có nhiều doanh nghiệp Việt Nam có thể tài trợ cho cái việc người Việt lái xe đi vòng quanh thế giới, và sẽ mang trên xe có thể gắn tất cả các thương hiệu mà tài trợ, ví dụ như là cà phê Việt Nam, sữa Việt Nam, thậm chí là viễn thông Việt Nam, thì cũng là một cái gì đấy thú vị. Chúng ta có thể mang cái văn hóa cũng như những cái thương hiệu Việt ra thế giới được. Dạ vâng. Có rất nhiều bạn trẻ cũng có dự định là đi du lịch như anh. Tuy nhiên không phải ai cũng làm được như anh Việt Anh. Vậy thì theo anh, đâu là rào cản của những cái việc mà không thực hiện được dự định của mình? Và anh đã tìm cách như thế nào để có thể chúng ta giải quyết được những cái rào cản như vậy? Thật ra đấy là mọi người nghĩ vậy thôi, nghĩ nó khó thôi, sự thật không khó. Cái rào cản duy nhất chính là bản thân mình. Có một câu nói, kẻ thù duy nhất của đời mình chính là bản thân mình. Ví dụ như là con tôi cũng rất thích chơi điện tử, nhưng mà tôi bảo là hôm nay chúng ta sẽ đi bãi giữa sông Hồng. Và chúng tôi đạp xe đi ra bãi giữa sông Hồng thì bạn sẽ rất ngạc nhiên là tại sao có một nơi ngay sát Hà Nội nó lại đẹp như thế, nó lạ lẫm như thế. Và rất là bạn sẽ thấy những cánh đồng rau, hoặc đi giữa những rừng chuối, những cái dải cát dài như là thậm chí nó trắng, rất là đẹp, rất hoang sơ. Và mình không ngờ nó là đẹp như thế. Thì cái chính là mình phải chính mình quyết tâm phải dứt ra, phải đi ra khỏi nhà và bước ra khỏi cửa. Nếu mình bước ra khỏi quốc gia thì mình đã ở một biên giới của một đất nước khác rồi. Thế thôi, chứ nó không có gì cả. Vâng, nếu có thể gói gọn những chuyến đi du lịch của mình trong một câu thì anh sẽ nói câu gì ạ? Tôi nhớ có một câu của một người hình như là Kulomsky. Ông nói là cuộc đời sinh ra không phải để làm hạt cát. Con người sinh ra để đặt dấu chân mình trên trái đất, cũng như trong trái tim của người khác. Thì tôi nghĩ là mình cần phải sống làm sao mà khi mà mình nhắm mắt thì mình cảm thấy mình đã sống một cuộc đời đáng sống. Vâng, rất cảm ơn anh Việt Anh với những chia sẻ của anh ở trong chương trình ngày hôm nay. Và cũng xin chúc anh Việt Anh có một sức khỏe thật tốt, và anh sẽ có những chuyến đi thú vị hơn nữa ở trong tương lai của mình. Cảm ơn anh rất nhiều.